Moscow ngày 15 tháng 5 bắt đầu xét nghiệm hàng ngàn cư dân một cách ngẫu nhiên để tìm kháng thể virus corona theo một chương trình tầm soát quy mô mà nhà cầm quyền hy vọng sẽ giúp xác định khi nào an toàn để dỡ bỏ những hạn chế đóng cửa. Thủ đô của Nga với 12,7 triệu dân đang trong tuần lễ thứ bảy đóng cửa và đã gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh bùng phát tại Nga, với hơn 250.000 người trên toàn quốc bị lây nhiễm theo những con số chính thức. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói rằng mức độ dịch bệnh bùng phát thực sự lớn hơn nhiều so với dữ liệu chính thức vì nhiều người không có triệu chứng nên họ không biết là có mang mầm bệnh. Ông Sobyanin nói xét nghiệm rộng lớn sẽ giúp nhận ra được những người như vậy, cho thấy tình hình dịch bệnh bùng phát lây lan và cho phép các giới chức nới lỏng việc đóng cửa mà không gây nguy hiểm đến sinh mạng khi thời điểm chín mùi. Theo chương trình, khoảng 70.000 cư dân cứ vài ngày sẽ được mời xét nghiệm máu miễn phí tại một trong 30 bệnh viện khác nhau trong thành phố. Những người này sẽ được xét nghiệm tìm virus corona chủng mới cũng như tìm kháng thể virus corona. Người dân được chọn ngẫu nhiên và được mời bằng tin nhắn điện thoại hay qua email. Những người muốn được xét nghiệm phải ghi danh trên mạng. Nhà chức trách Moscow hy vọng phát triển hệ thống xét nghiệm tìm kháng thể sẽ cho phép tiến hành 200.000 xét nghiệm mỗi ngày vào cuối tháng này.